Ok, hôm nay mình làm video hướng dẫn mọi người cách thêm sửa xóa trong cái store procedure của ngôn ngữ SQL và truy vấn đến cái cơ sở dữ liệu này, cái dữ liệu mẫu của login bằng ngôn ngữ C thăng. Có nghĩa là mọi người phải hình dung là ở đây nó có nhiều cách truy vấn sửa xóa, có thể là sửa xóa bằng cái ngôn ngữ trên bằng C thăng luôn, tức là bằng cái ngôn ngữ C thăng luôn, nó khác với sửa xóa bằng cái ở trong cái store procedure này nhé. Đó, bởi vì là thường ấy thì trước này là mình hay làm là sửa xóa bằng cái ngôn ngữ C thăng này luôn, nhưng hôm nay là mình sửa xóa bằng cái store procedure. Và cái dữ liệu ở đây thì có thể dữ liệu mình tự làm, mình tự tạo bảng dữ liệu, còn đây là mình sử dụng cái dữ liệu mẫu của login đó. Mọi người hình dung ra chưa nhỉ? Nó khác là ở đây là mình truy vấn ngay trong cái SQL luôn, truy vấn thêm sửa xóa luôn ở trong cái SQL, cụ thể nó là trong cái store procedure nhé. Còn cái bảng database đấy, ở đây cái chữ này là cái database. Cái database ấy thì nó là mình tự tạo hoặc là mình dùng cái dữ liệu mẫu login nha. Thì cùng cái dữ liệu mẫu login nó có một vài cái điểm khác so với mình tự tạo. Còn truy vấn thì bằng ngôn ngữ C thăng. Còn mọi người có thể truy vấn đến bằng ngôn ngữ VB hoặc là nhiều các cái ngôn ngữ khác. Rồi, bây giờ chúng ta vào bắt đầu. Ở đây mình dùng SQL Server 2014. Còn cái phần mềm quản lý này thì mình dùng bản 2019. Mình tự tạo thì mình sẽ nháy chuột phải vào đây, mình tạo New Database, sau đó tạo từng cái bảng một. Thì ở đây mình làm cho nhanh thì mình dùng cái dữ liệu mẫu, vì vậy mình tải cái dữ liệu mẫu này ở trên mạng bằng cái đường link sau. Thì mình vào luôn, mình tạo cho nhanh hoặc mình tạo từng cái bảng một. Sau đó mình sẽ copy Ctrl A, mình vừa copy hết. Đó. Thì thay vì mình sẽ nháy chuột phải ở đây, mình chọn New Database. Sau đó là mình tạo từng cái bảng một, mình đặt tên. Đấy, thì ở đây nó có cái câu lệnh cho chúng ta làm sẵn rồi, thì chúng ta chỉ việc tạo vào cái new query này đó. Sau đó chúng ta Ctrl C vào đây, Ctrl V vào đây đó. Đây là nó tạo bằng các cái câu lệnh, và sau đó chúng ta nhấn execute execute này, execute để cho nó thực hiện cái câu lệnh này đó. Nó thực hiện là thành công rồi, successful này là thành công rồi nhé. Rồi sau đó chúng ta đóng cái này lại, thì nó hỏi có new cái câu lệnh này không, thì mình không cần phải new nữa, mình no đi, mình nhấn refresh lại. Thì chúng ta thấy là nó đã có cái cơ sở dữ liệu ở đây, tên của nó là login đấy nhé. Trước đó thì mình cũng đã có hai cơ sở dữ liệu, ba cái, một cái là mượn trả sách mà mình hướng dẫn ở cái bài trước, đó là cái khóa học lập trình về C thăng, cơ sở dữ liệu C thăng thì có 8 bài 9 bài đấy, bạn nào chưa xem thì chúng ta xem trên kênh của mình và cái quản lý sinh viên hay là cái thư viện này. Rồi chúng ta kích vào cái dấu cộng này để chúng ta thấy ra thì ở đây nó có rất nhiều các cái biểu bảng. À đâu, đây là mượn trả sách vào cái login này. Chúng ta thấy nó đã có rất nhiều các cái bảng ở đây rồi. Đã có một bảng, 2 bảng, 3 bảng, 4 bảng, 5 bảng, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cái bảng rồi. Đó là dữ liệu mẫu về chuyên về bán hàng về. Vì vậy nên là mình sẽ thao tác. Ở đây thì có rất nhiều cách truy vấn đến một cái bảng này, thêm sửa xóa cũng như là lấy dữ liệu. Thì mình chỉ cần làm một bảng thôi. Thì các cái bảng khác nó tương tự như thế nhé, bởi vì
Trước mình đã có một cái video, cái phần hướng dẫn các bạn là cái bảng category này rồi đúng không? Hôm nay mình sẽ hướng dẫn chủ yếu là trong cái bảng product này. Rồi bây giờ mình sẽ mở nó ra. Cái bảng product này là nó thiếu một cái cột ảnh đúng nhỉ? Thì chúng ta tạo cho nó một cái cột ảnh nhá, bằng cách nháy phải chuột vào nó này. Chọn design nhá. Thì ở dưới này ta thêm một cái bảng có tên là picture nhá. Một cái bảng picture kiểu dữ liệu là image nhá, email nhá. Và mình để null. Null thì nó cho phép mình chèn. Rồi sau đó mình sẽ ấn save lại, save all lại nhá. Rồi, vậy là mình đã có được một cái bảng này. Cái bảng này nó chưa có ảnh. Bây giờ để cho nó chèn được một vài cái ảnh vào đây. Bây giờ mình chèn thủ công vào thì nó cũng rất là lâu. Vậy thì bây giờ ta sẽ chèn một cái ảnh bằng cách là lấy cái tạm thời lấy cái vào cái new query nhá. Đây. Vào một cái new query này. Sau đó chúng ta sẽ lấy cái câu lệnh này. Chúng ta sẽ lấy cái bảng ở cái bảng nó đã có sẵn các cột rồi. Bây giờ mình chỉ dùng cái câu lệnh update thôi. Mình update, mình lấy ảnh từ cái bảng category này. Mình nói lại là lấy từ cái bảng category, có nghĩa là lấy dữ liệu này select picture trong cái bảng category với cái ID bằng 1 hay bằng 2 tùy chúng ta nhé. Đó. Sau đó update vào cái bảng product này. Vào cụ thể là cái cột picture mà mình vừa tạo nhé. Ở đây mình thêm một cái này nữa. Thêm một cái dòng này nữa vào để cho nó, đây là where, where là lấy, mình giải thích câu lệnh này một chút này. Thứ nhất câu lệnh này là update, update bảng nào, bảng product, set cái cột picture mình vừa mới tạo. Vậy cái dữ liệu lấy từ đâu, lấy từ cũng là lấy ở cột picture nhưng mà ở bảng category với cái ID của cái bảng đó là 1 nhá. Và sẽ update vào đâu? Update vào cái ID từ 1 đến 10. Cái ID từ 1 đến 10 là của cái bảng grab nhá. Cái bảng grab này nó có cột ID này. Cái chuột mình nó nát, mình đưa nó gì nó hơi nặng. Đây nhá, cái bảng vô đắp này nó có cái cột ID này, tức là tôi sẽ update từ ID 1 đến ID 10 nhá. Từ ID 1 đến ID 10 nhá. Tức là lấy một kiểu ảnh ở ở dòng 1 của bảng Catalonia update vào bảng vô đắp với ID từ 1 đến 10 nhé. Rồi bắt đầu chúng ta chạy execute. Chưa thành công, nó báo là dòng ông nào nhỉ. Rồi mình vừa ấn đầu tiên đến nỗi ấn lại lần nữa thì nó chạy là sắp xếp sư full rồi nhá, thì đã được. Và mình kiểm tra lại thì đã có 10 cái ảnh ở trong cái chỗ này đó, đó là 10 cái ảnh này có rồi đúng không, từ 1 đến 10 này. Đây một ID của nó đây, từ 1 đến 10, 10 đây đúng không, đúng đến 10 luôn. Vậy thì những cái ảnh này nó đều giống nhau cả,
Vậy giờ mình sẽ thay đổi đi một chút. Mình lại lấy từ 1 đến 10 nhưng mà mình lấy cái ID 2. Nhá. À đây. À, sửa trên đây này. Mình lại lấy từ 1 đến 10 nhưng mà mình lấy cái ID 2. À. Bây giờ mình lại cho thành 11 đi. 11 12 13 14 15 16, nhiều cái giống nhau khoảng thôi đến 15 thôi. Không nó lại 15 cái. Rồi, mình lại lấy cái ID 2, mình lại ấn tiếp vào đây. Đấy, lại thành công rồi nhá. Bây giờ mình lại chạy lại để mình xem nha, từ 1 đến 15 có chưa. Design này. Lên đây nhá. Đấy, được rồi. Lúc nãy là 10, bây giờ đến 15 là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đúng rồi. 1, 2, 3, 4, 5 rồi. Bây giờ mình lại thêm, mình lại lấy cái ID 3 để cho nó khác đi một chút nhé. Sau đó mình sẽ cho đến 16, 17, 18 này. 16, 17, 18, 19, 20. Thôi được rồi. Mình lại chạy ít chút. Rồi, lại được rồi, đúng không? Bây giờ mình lại chạy lại. Kiểm tra lại xem. Rồi, đã đến 20 rồi, đúng không? Còn nó rất là dài. Đó là cái cột picture nhá. Rồi, phần dữ liệu xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đóng nó lại. Thì nó hỏi có new cái này không, không cần new, nó chỉ là những câu lệnh mình chạy thôi. Đấy, nhá. Rồi, vậy là ta lấy được ảnh của cái bảng này sang bảng kia. Bây giờ ta sẽ tạo tạo phần loát dữ liệu lên nhé. Phần loát dữ liệu lên thì chúng ta sẽ tạo một cái gì như sau. Có nghĩa là làm để lấy dữ liệu lên trên loát cái phần bài học này mình đáng phải nói loát. Cái phần bài học này nó mình phải sửa lại một chút là nó có nhiều các chức năng. Mình vừa nói là ghi ở đây là thêm nhưng mà phải thêm một chức năng not nữa. Not. Not nên 1 2 3 4 5 5 chức năng not nhá. Vậy thì chức năng not thì mình sẽ chạy cái hàm sau. Mình sẽ vào cái phần programmapt.ni này nhé. Sau đó vào cái pro store procedure này, chúng ta nháy chuột phải chọn store procedure. Đấy, thì nó có cái bảng này, chúng ta xóa hết đi cho đỡ rối mắt. Sau đó chúng ta tạo nhé, chúng ta tạo grid. Pro. Viết tắt thôi. Sau đó tên bảng đó là lấy dữ liệu, ta đặt là lấy dữ liệu đi. Lấy hay là noát đi. Noát dữ liệu nhá. Cho nó dễ hiểu. AS là mình cho cái tiếng Việt này nó gõ tiếng Anh thôi, tiếng Việt nhé. Cái chữ này nó là chữ E. Mấy dữ liệu đi. Rồi xuống dòng Begin. Xuống dòng Select Form.
Select sao form. Sao form có nghĩa là lấy hết. Sao form bảng product. Đây, nó hiện đây, mình kích vào cho nhanh. Và cuối cùng là kết thúc. Rồi, mình giải thích lại cái dòng lệnh này nhá. Tạo một cái hà, một cái thủ tục trong store procedure để lựa chọn cái bảng product này. Select sao, mình muốn lấy tất cả không các cái bảng thì mình sẽ lấy sao, select sao. Nghĩa là lấy hết thì là select sao. Còn mình muốn lấy cột nào thì mình ghi rõ tên cột ra. Ở đây ví dụ như là mình lấy, ở đây cái bảng này rất nhiều cột đúng không? Ví dụ mình chỉ lấy mỗi cột tên thôi thì mình gõ cái tên product name này lên nhá. Nhưng mà đây mình lấy hết thì mình dùng ngôn, mình dùng từ sao nhá. Rồi bây giờ mình sẽ ấn vào nút query này để mình chạy nhá. Để mình chạy để cho nó tạo nhá. Chút à, quên chút. Đó, ở dưới này nó ghi là successful rồi. Bây giờ mình sẽ đóng cái này lại. Đấy, mình copy cái mã này ra để cho mình gửi cho mọi người, mọi người đỡ phải làm cho nhanh nhé. Đấy, nó có từng bước một. Thì là bước 1 là tạo cơ sở dữ liệu này đúng không? Bước 1. À, bước 2 là update mà tạo bảng. À, tạo một cái bảng picture đúng không? Bước 2 là tạo tạo cột, tạo cột ảnh nha. Bước 3, bước 3 là chèn ảnh từ bảng này sang bảng khác. Rồi, cái này từ khóa này mình để ở dưới này. Từ bảng này sang bảng khác là câu lệnh của nó đây. Bước 4. Bước 4 là tạo thủ tục. Loát dữ liệu nên data gReview. Đó, bước 4 rồi nha. Chúng ta xong bước 4 rồi. Mình bây giờ đến bước 5. Bước 5 là mình sẽ gọi nó trong nha. Bây giờ mình vào đây mình kiểm tra xem nó có chưa, nó có cái loát dữ liệu chưa. Đây rồi, có cái loát dữ liệu rồi đúng không? Đó, mình đóng cái này lại. Nó hỏi có new không, new cũng được, không new cũng được. New đi, new mà mình ghi là loát nhé. Loát rồi, không new cũng được. Bây giờ mình quay ra, mình mở C thang lên và mình dùng bản 2019. Cái này nó 20 bao nhiêu không quan trọng. Vào chữ tạo này, tạo đầu tiên là mình chọn ngôn ngữ C thang. Mình dùng form Windows, mình dùng cho Windows và desktop, tức là dùng máy bàn, để máy để bàn. Đặc biệt là chọn cái này nhá. Cái này là dùng cái net framework này, là hiện tại giờ net framework nó lên 4.72 4.8 rồi nhá. Thì mình chọn cái này nhá. Bởi vì nó nếu mà Win 7 thì phải cài thêm net framework 4.7 vào đấy. Chọn next. Tạm thời mình đặt cho nó là app VV2. Văn bằng 2 đấy. App VB2 gì đó nhỉ. Thôi cứ ghi VB2 thôi. K
K17. Rồi mình tạm thời mình tại chỗ new nhá. Mình new nó vào cái chỗ C-sharp này của mình nhá. Mình để đây net framework 4.7.2 nhé, tức là phải từ win 10, nếu win 7 thì phải cài đến net framework 4.7.2, còn mình có thể cho thấp đi một chút cũng được. 4.6.1 thì là win 10 của phiên bản 2017 là nó lên 4.6.1 rồi, phiên bản mới này. Rồi chấn chọn grid. Rồi đây là cái form nó đã tạo xong. Cái form này là mình có thể là nó là form nào cũng được, mình là form trang chủ hay form tạm thời mình bỏ qua cái form này đi. Form này form đăng nhập thì mình có thể tạo cái form đăng nhập, cái này để mình làm xong thì mình sẽ tạo một cái form khác, một cái trang khác bằng cách vào project add form. Mình sẽ tạo đặt tên cho nó là sản phẩm, trang sản phẩm nhé. Sau đó vào add. Rồi nó sẽ tạo một sản phẩm này. Thì ở trên đây mình sẽ tạo một cái, mình lấy một cái data review lên. Mình lấy data review. Đây gõ đây cho nó nhanh. Đây. Đây. Mình chọn vào đây. Cái này nó rất là dài nên là mình đó. Cho nó rộng ra đây một chút. Ở đây mình cho là 1280 đi, cho nó cái này cho 700 đi. Đấy cho dài đây cho nó nót cho nó. Rồi, ở trên này mình tạm thời mình cho một cái nhãn, đó là cái label. Mình tạm thời mình đặt label thì không cần đặt tên, tên nó muốn là gì nào, mình chiếu là mình quan tâm đến phần text view này, đó là danh mục sản phẩm đi. Tạm thời mình không gõ tiếng Việt nhé, bởi vì là mình đang gõ câu lệnh tiếng Việt nó cứ bị lỗi. Rồi mình cho to lên một chút để cho nó. Cho to lên một chút. À to quá. Thôi được rồi. Rồi vấn đề bây giờ là mình sẽ nót nó lên nhá. Mình sẽ nháy đúp vào cái này. Đó, đây là not form. Và lưu ý cái này mình đặt tên cho nó là not. Đặt tên cho nó not, mình thích đặt cái gì đặt. Nó chỉ là cái tên thôi nhưng miễn sao mình gọi nó đúng. Đó. Bây giờ mình sẽ nháy đúp vào đây. Khi mà mình khởi động máy lên một cái thì nó sẽ chạy cái form này. Nó ở chạy trong cái mục not này. Vì vậy nên là mình sẽ gõ vào đây là not win. Not win. À, bây giờ để bình tĩnh mình sẽ kết nối đã. Mình sẽ kết nối
kết nối này, bằng cách nháy phải chuột vào cái blue check này, chọn S nha. Mình nhắc lại bước này, bước quan trọng, nháy phải chuột vào cái tên blue check này nhá. Đó, chọn S này, chọn new item này. Đấy, sau đó nó hiện lên cái bảng này, chúng ta chọn vào data đấy nhá, data. Sau đó chọn vào cái dòng đầu tiên đây. Đó. Sau đó nhớ là đặt cái tên này, sở dĩ mình để cái tên đây mình copy cho chính xác. Gõ cái tên của nó, đúng cái tên này nhá. Sau đó chọn S. Sau đó chọn cái dòng đầu tiên này, chọn Next. Đó, ở đây nó có một cái, nó đã kết nối đến cái dữ liệu của mình đây này. Thì mình có thể chọn đến cái login này cũng được. Đó. Thì ở đây hình như là nó kết nối rồi đấy. Thì mình tạm thời mình cứ đặt cho nó, mình tạo một cái new này đi. Đây, mình vào đây. Cái này mình làm lại tự nhiên nó đã có rồi. Thì mình đây nhá, nháy phải chuột vào cái này. Chọn cái dòng cuối cùng này nhá. Sau đó chọn cái đường dẫn này, cái này quan trọng lắm, copy nó. Đó. Thì sau đó là ấn vào new này này. Sau đó paste cái vào đây, Ctrl V ở đây. Thì nó hiện lên như này. Thì nó có cái nốt win này nhá. Thì mình chọn cái nốt win này mà cái mình vừa tạo đấy. Đấy, mình test thử xem nó báo successful chưa. Rồi, thành công. Có nghĩa là nó kết nối được đến nơi rồi đấy. Mình nhấn OK. Đấy, thực ra nó đã lên đây rồi. Thì mình, cái này để nguyên nhé, không được sửa cái này đi. Nó đã lên lúc nãy là ấn Next. Mình để cái 6 chấm này nhé, vẫn để nguyên, chọn Next. Đây, khi nó hiện lên cái này, đây là lần đầu tiên, thì mình sẽ tích hết, có nào tích hết nhé. Còn từ các lần sau update thì mình chỉ việc đây này. Đó, ở đây nó đã hiện lên cái loạt dữ liệu của mình rồi này, đấy nhá. Ở đây là lần đầu tiên thì mình tích hết, nhưng mà từ lần sau đi mình thêm cái nào thì mình tích vào cái đó. Ví dụ đây, ví dụ lần sau mình thêm cái loạt thì mình chọn loạt, nhưng mà đây nó tích hết rồi nhá. Rồi ấn finish. Rồi. Chờ nó một chút để cho nó. Cái bước này nếu mà bạn nào nó bị lỗi cái bước này, nó báo thiếu cái gì. Nhớ là cái bước này quan trọng, nếu mình nó báo mình thiếu cái gì đấy thì mình cứ đồng ý để cho nó kết nối mạng, nó tự cài đặt setup thêm cho mình, update thêm cho mình. Đầu tiên mình không biết, mình đó, nó lên này rồi là ok rồi nha. Nếu mà cái bước này nó bị mắc lỗi, đây tất cả các cái liên kết bảng của nó có sẵn như mình nói đấy, vừa nãy mười mấy bảng này, bảng custom này, bảng order hay là bảng, thì mình cứ kết nối nhé. Và đặc biệt mình nói thêm về cái cài đặt về cái SQL Server này cũng thế. Mọi người mở mạng ra, mở update Windows. Mình nói lại. Rồi bây giờ ấn New nhá, phải ấn Save All này. Rồi cái này mình tạm thời đóng lại, mình đã xong rồi. Ấn Save All là xong rồi nhá. Bây giờ mình sẽ mình nói thêm một chút này nữa, xong đó mình mới loát lên. Nói thêm một cái chỗ này nè. Khi mà cài cái SQL Server đấy, nó cũng hay bị thiếu lỗi, thì mọi người nên mở cổng update Windows. Đầu tiên mình không mở, mình cứ để vậy mình cài gặp rất nhiều khó khăn. Bây giờ mình sẽ update bằng cách nháy chuột phải này. Nếu mà mở cổng update Windows đấy, chọn Manager này nhé. Nháy vào cái computer đây này, cái biểu tượng này trên màn hình Manager nhé. Đó, sau đó ra một cái bảng, mình lại chọn vào cái service này. Đó, sau đó kéo xuống cái dòng cuối cùng, gần cuối này, mình chọn Windows này. Chọn nháy chuột phải, chọn property. Thì mình sẽ để cho nó cái mục này nhá. Nếu mà nó là dist thì nó đóng, thì mình sẽ chọn. Đó, sau đó mình ấn start cho nó chạy nhá. Đấy là mình mở cổng update Windows nhá.
mình nói là mở cổng Windows đâu, ở đây mình thì nó sẽ mình cài nó sẽ dễ hơn. Và khi cài mình nhớ chọn mục update, chọn có cái nút update trên cái SQL Server đấy. Rồi bây giờ mình quay lại cái chỗ này để mình nót ra, mình kết nối được rồi đúng không? Bây giờ mình nót, mình sẽ gọi cái login. Mình sẽ gọi cái login này. Nó thiếu cái nào thì mình sẽ update nó đấy nhá. Login NT. Cái từ khóa này nó hơi gì, mình nhìn mình gõ nó này. NT bằng NT. Đây là những từ khóa đó chưa nào. Cái này nó thiếu rồi, thiếu mình cứ kích vào đây để mình import nó nhá. Thiếu bảng gì đó. À, chưa, tạm thời mình cứ gõ lại đi, thiếu mình update sau nhé. NT bằng new new nó mở ngoặc đóng ngoặc. Đấy, đây là cái câu lệnh quan trọng nhất. Sau đó mình sẽ gọi cái form này lên. Cái này mình vừa mới đặt là data data not đúng không? Cái con chuột của mình nó data not đây này, nó hiện sẵn, mình nhấn enter luôn nhé. Chấm data suộc, data suộc đây này, nó ở thứ ba này, mình gõ luôn nhé. Đó, tập lập trình đi, không nên copy paste. Tại sao mình phải gõ như này để nó quen. Gọi cái nt này ở trên chấm, sau đó gọi cái bảng not của mình lúc nãy là not dữ liệu đấy, đóng ngoặc đấy. Vậy là đã xong. Bây giờ mình chạy thử xem là nó lên chưa nhá. Chạy thử nào. À quên, mình phải chạy form 2. Mình form 1 mình để đăng nhập. Thì cái phần đăng nhập thì nó như nọ, cái bài ấy nó quá đơn giản là mình không hướng dẫn nhé. Ở đây mình sửa lại là thành form, mình sẽ chạy form 2 là sản phẩm đúng nhỉ. Enter new lại xong rồi chạy nhé. Quấy, ok. Vậy là đã được cái form 2, là đã được những cái ảnh mà mình update. Cái dưới này là chưa có ảnh đúng không, là do mình lúc nãy mình mới làm từ 1 đến 20 đây đúng không. Đây này có 10 cái đầu giống nhau đúng không, và 5 cái sau này giống nhau nữa, với 5 cái cuối này giống nhau nữa. Rồi, phần bài 1 chúng ta tạm dừng ở đây. Mình chưa có thời gian mình giới thiệu lại cái cách cài SQL Server cho mọi người. Thực ra cài nó cũng rất là dễ thôi, không có gì khó cả. Mình cài cái bản 2014 này. Thì là mình sẽ như mình nói, mở cổng update ra. Rồi bài số 1 mình tạm thời dừng ở đây. Bây giờ mình sẽ chuyển sang bài số 2 để cho cái bài nó đỡ dài, thì mọi người sẽ đó, mình sẽ chọn bài số 2 ở video sau nhé.